con trẻ nó thì uống nhiều một tí nó chửi chửi mạnh á. Vâng, con mèng mới con mèng ở đây rồi, cái ông chú này uống nhiều về nó cứ chửi cái cháu mèng mãi. Dạ. Thì ông cũng không nghe đời ông chửi nó thì mấy lần sắp đánh nhau. Nhà trên này nó có đi mua đất ở trên, bây giờ nó trùm ruộng xuống dưới, cả cái nhà nó bảo 150 triệu. Đâu không? Đây đi. Nhưng mà... Nó bán đi. Nhưng mà bán nhà ở trên đâu? Nhà nó nhà này lúc nãy nhìn thấy một kia. Chứ chỉ hỏi thì gần chợ cái thôi. Gần chợ á? Xa lắm. À, đắt lắm đi. Gần chợ cái người ta bảo ông là cần bao nhiêu tiền? Nó bảo 300 triệu đi. 300 triệu? Một nghìn nhà. Chào Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống dưới nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Hôm nay thì có em Quân là đi cùng cháu Lực nữa. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Anh Quân thì đang cầm cả thêm chè một tí là đi cầm đi xuống dưới là cho hai ông cháu với lại thêm cả em Quân nữa cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực tiếp tục xuống dưới nhà của hai ông cháu thì hôm qua có một cái trận mưa khá là lớn cô bác ạ. Đến sáng hôm nay thì cháu được đi xuống xem là nhà của ông thì có bị ảnh hưởng gì không cô bác ạ. Ở đây thì cháu được cũng đọc được những ý kiến sự góp ý của các bác ở trên kênh rất là nhiều, nói rằng là đi tìm đất đấy cô bác đấy, nhưng mà ngoài những cái lúc mà cháu được không ghi hình ấy, thì cháu được vẫn là lặng lẽ đi xem đất đấy cô bác đấy. Tuy nhiên nhưng mà đất ở trên này thì không có ai bán, còn xa quá thì lại xa cái phần ruộng nương của ông. Thì lúc mà ông đi xuống để làm ruộng của bác thì đi một quãng đường mà rất là xa, thì thành ra là cũng không có tiện cho hai ông cháu cho lắm cô bác ạ. Còn gần cái chỗ mà hôm nọ mà cháu được đi kiếm đi tìm người của bác ấy, có nhưng mà người ta lại bán nó dốc quá thì là không có dám mua. Còn nếu mà mua ở chỗ đấy thì phải là có một cái khoản tiền rất là lớn thì mới làm được cho nhà của hai ông cháu được. Thế còn bây giờ thì cái phần quý của hai ông cháu thì cháu Lực cũng có, nó chỉ hơn vào tầm là hơn 100 triệu thôi. Đấy, tuy nhiên thì cháu Lực sẽ cân đo làm sao nếu mà ở trên kia mà không có mua được đất thì cô bác, thì cháu Lực sẽ cố gắng để làm sao mà cân đo đong đếm để làm nhà cho hai ông cháu ở phần dưới nền nhà cũ của hai ông cháu của bác ạ. Còn nếu mà bây giờ cái khoản 100 triệu đấy thì lên trên mà mua đất ấy, giá đất ở trên kia thì hôm nọ cháu Lực cũng đã ghi hình, các bác cũng đã nhìn thấy cái con đường là bây giờ người ta đang mở rộng là cái con đường mà nó đường lớn hơn, thuộc dạng đường quốc lộ của bác, thì cái giá người ta bán cũng rất là đắt. Nếu mà một cái đất mà miếng đất mà bằng phẳng ít nhất nó phải tầm hơn 100 triệu thì người ta mới bán. Còn như hôm nọ mà cháu Lực cũng ghi hình lại của bác, một cái chỗ mà dốc rất là dốc của bác nhá, người ta đã bán là 60 triệu rồi. Đấy, triệu bề ngang của nó thì cũng được là 11 mét thôi, còn bề sâu của nó thì cũng được là hơn 15 mét một chút cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực với lại em Quân là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác nhé. Quân thì hôm nay là ở nhà là cũng không có làm gì cô bác ạ, thành ra là lên là đi cùng cháu Lực luôn. Đấy, cho Quân đi cùng cháu Lực để làm sao mà em ấy va chạm là nhiều hơn. Chỗ này thì đi hết sức cẩn thận luôn nhé. Hôm qua thì đường hôm qua thì mưa lớn đấy các bác, thành ra là bây giờ chỗ này nó rất là trơn. Đêm thì mưa rất là lớn các bác ạ, kèm theo là cả gió nữa. Còn lấy cái cung đường mà cháu Lực đi xuống ấy thì đã gặp những chỗ nào nó bị sạt lở hay là cái cây đổ ra đường rất là nhiều. Ông cũng đang lên à?
đi xuống xem là ông à cầm dao chuẩn bị đi đâu ấy? À dưới kia Quyết à? Quyết đấy mẹ, Quyết ra đây chú bảo. Ra đây, lấy tre không? Ra đây. Ông chuẩn bị đi đâu ấy? Tìm cây à? Rồi cháu chào ông nhá. Ôi cái này hôm qua bị đổ không? Hôm qua gió to bị đổ á. Qua gió to à? Ôi rồi, đây này có bác này, đây còn là thấp này thì mà gió đó à, bẻ được cái cành này mà đi xuống tới rồi. Nhưng mà cái cây cây này là như kiểu có vết tích là chặt một chút rồi. Đấy, thành ra là mới bẻ được đấy. Thế hôm qua là ở nhà ông là có bị mưa dột vào nhiều không? Mưa dột nhiều mới lấy chân lấy bật về dài cái nhà bé mới đi. Nhà bé mới à? Thế là tối hôm qua là dài. Tối qua là hai ông cháu là ngủ đấy à? Ngủ đấy chơi chẳng mới đi xuống nhà dưới. À vâng. Thì có đập mưa đá thì cái ban này nó thùng dễ lắm. Vâng. Đây ông quay ra kia ông gửi một lời chào tới các bác đi. Ừ. Xin chào các bác, các chị nha. Thế thì nhà thì bị hỏng rồi, bây giờ làm cái nhà bé tạm thì tôi đi tìm cây làm cái giường. Cái cây đây không có. Là mình đi đâu đi tận đâu lấy không? Đi cũng xa đấy, đi là đi khoảng 30 phút. 30 phút à? Nhưng mà cái đây là rừng của nhà mình hay là mình đi xin không? Đi xin rồi. Đi xin rồi à? Đi xin rồi. À hôm nay thì không có Mạnh ở nhà. Mạnh đi đâu rồi Quyết? Đi kia. Đi kia rồi à? Đây chú cho Mạnh, chú cho Quyết cốc chè này. Tí cầm cái để ăn nhá, cho cái thìa thôi nhỉ? Thìa trong này có. Thìa trong này à? Đâu trong này không có, trong này này. Đấy. Xin. Cháu xin. Rồi, thế bây giờ đi về nhà nhá. Ừ. Đi xuống này là không có gặp Mạnh rồi. Mạnh là đi sang bên kia các bác ạ. Ông khát nước chưa? Chỉ khát mà. Ê, ông uống cốc chè đã này. Ông uống đã. Còn đây một cốc thì tí để dành cho Mạnh. Quân lấy cốc chè để ở dưới nhà đi. Châu đây. Để dưới nhà đi, để đây là tí sợ là ai đi qua lấy. Thằng này thấy nó. Rồi, tí Quyết ăn một cốc xong là ngon quá. Cầm đi về nhà nhá. Về nhà. Đi đây, sao mới thấy là cốc Quyết, chắc là miệng có hả? Ăn hết là không được đòi nhá. Rồi, nhớ. Quyết thì có vẻ như là lớn tuổi hơn lại Mạnh mấy tháng đấy ông nhỉ? Có thìa không ông? Không có đâu. Không có à? Còn nó về chơi cái giống nước này. Nước kia? Sâu lắm rồi. Dưới kia có một cái khe suối không nhỉ? Chỗ đấy sâu. Sâu. Thì qua những cái mẻng nó không biết bơi, không dám gì đâu. Vâng. Thế là vừa rồi là ông gửi Mạnh là lên trên nhà trên à? Vâng. Lên trên nhà hàng xóm trên à? Hôm nay ông đi chửi một tí thì gửi đi. Vâng. Theo đi là... cô bà trẻ nó về gặp thì nó theo đi thôi. Theo đi à? À. Cô thương nó lắm mà. À. Một tuần nó gặp một ngày. À, một tuần là ra một lần à? Vâng, cô nó cũng đi họp ở chị. À. Ông trẻ nó thì không nhiều một tí nó chửi. Chửi Mạnh á? Vâng. Mẹng mới... ông mẹng ở đây rồi. Vâng. Thế là trước là ông nếu mà em chú của ông là không có chửi là ông vẫn ở bên kia à? Vâng, bên kia thì ông với cháu mèng người mà. Cái ông chú này uống rượu về nó cứ chửi cái cháu mèng mãi. Dạ. Thì ông cũng không nghe đời, ông chửi nó thì mấy lần sắc đen nhau. À, thế là như kiểu là ông... nói để ông chú không cho nói Mạnh ấy thì là ông chú là như kiểu là mượn rượu là làm càn là như kiểu sắp là đánh ông à? Vâng. Thế thì, ông chọn cái cách mà ra ở bên này thì cũng cũng khá là đúng thôi. Vâng. Lúc mà ông ra bên này thì Mạnh được tầm 2 tuổi à ông? Chưa được 2 tuổi. Chưa được 2 tuổi đâu à? Dưới nó vừa đi. Đến nhưng mà đi một tí thì nhà cũng gần nhau mà. À, nhưng mà lúc đấy là mẹ của Mạnh là cũng bỏ đi rồi đúng không? Bỏ đi rồi. À. Lúc đấy là bố của Mạnh là mẹ bố với lại mẹ là không ai ở nữa rồi. Bố mẹ không ai ở. Và ông thì bà không ở nữa. Mình ông với cháu mèng. Vâng.
Thế thì không nghĩ đấy. Những cháu rồi, cơm thì một bữa chả ăn được bao nhiêu, bát cơm ăn không hết đâu. Wow. Chú nói thế, con mẹ về đây làm cái nhà, bé đây cùng cháu mẹ ở đây. Wow. Thế là cái ngôi nhà này cũng gắn với lại liền với ông cháu là ít nhất là độ tầm là 4 năm rồi, ông nhỉ? Wow. Gần 4 năm rồi đấy cô bác ạ. À. Theo như ông vừa kể cô bác thì các bác cũng đã hiểu được cái sự tình và lý do tại sao lại ông với Mạnh lại ra bên này ở. Trước kia thì ở bên kia là ở với lại nhà cái chú ấy, nhưng mà không may là chú kiểu không thích ấy cô bác, thành ra là mới xảy ra cái mâu thuẫn. Thì ông với lại Mạnh là chọn cái phương án là ra bên này để ở đấy. Và trong thời gian vừa rồi thì cháu được xuống ghi hình ấy thì cũng được rất là nhiều các cô bác anh chị là thương yêu hai ông cháu, thì cũng gửi cho hai ông cháu một cái khoản kinh phí thì cũng rất là lớn. Đấy, bây giờ thì đợi ông ăn xong thì cháu được sẽ cùng ông là ra bên kia để mà chặt một chút cây, hay là ông đi lấy củi một chút. Mẹ ông bây giờ 89 tuổi rồi, vẫn còn mẹ đấy. Vẫn còn à? Vâng. Một tháng nó bảo thấy con sống thì có gì thì đi tôm cái gì mua cho mẹ ăn một tí nhá. Thế. À, thế là bây giờ là bà mẹ của ông ấy thì là đang ở với ai? Ở với ông ấy vừa nói đấy, à, ông trẻ đấy. À, ở với lại ông trẻ đấy. Thế là nhưng mà ông trẻ chú của ông là có muốn cho ông ra bên đấy thăm không? Mà mình đi nó có lúc thì không ở, có lúc thì ở cũng chả nói gì đâu. À. Về đây ở lâu rồi bây giờ lâu lâu không gặp thì nó chẳng nói gì. Chẳng nói nữa nhỉ? Mà mình đi nó, nhưng mà nó uống rượu mình không về lâu đâu. Thuốc uống nước. Gặp cơm thì bảo ăn cơm thì thích ăn, không thích ăn thì uống nước hút thuốc xong là về thôi. À. Không ở đâu, nhưng mà nó uống rượu đấy. Nhưng mà chú của ông thì có bao giờ mà từ lúc mà ông với lại Mạnh ra đây thì có lấy gạo cho lúc nào không? Có chia đất cho ông không? Không, đất thì ba em thì chia đây à, hết là, rồi. Có nghĩa là ông chia được đây được một ít đúng không? Vâng. Ừ. Chính là ông anh hai đấy. À. Chú hai ở chính, đúng như nó kề đá, à. Kề dù nó sụp lửa. Như là ông hai. Vâng. Mạnh thì bây giờ nếu mà đi ra bên kia đến tầm đến mấy giờ thì về không? Không phải đi đó đấy. Thế là tôi đã phải đi đón à? Đấy, ban ngày thì ông làm mà... Không có thì gọi điện nó về. Ban ngày thì ông làm mà nhiều việc đấy cô bác. Cho nên là buổi sáng thì ông đi chợ. Thành ra là chiều là làm thêm việc thì gửi Mạnh là đi sang bên nhà là gọi là nhà bà trẻ đấy cô bác. Để mà Mạnh ở bên đấy. Tối thì ông lại đi đón về. Mạnh thì có bao giờ mà ngủ lại không ông? Nếu mà không đi đoán thì lúc tối thì nó ngủ bằng chú cô út nó. Cô út bà trẻ đấy. À nhưng mà vẫn ngủ ở bên đấy được à? Vâng, lâu lâu đi một lần thì ngủ được. À. Thế là bây giờ là ông đi chặt cây là đi tận đâu không? À. Ông đi chặt cây ấy là đi tận đâu? Đi theo mương này đi. Đi theo cái mương này đi à? Vâng. Cái cốt thác thì không nếu phải đường chiên, đường vòng chiên mới xuống chặt tí và lấy bò xuống chút thác bên kia. À. Hăng đá sâu lắm. Vâng. Sâu lắm. À, ăn xong. Ăn xong rồi. Sáng nay ông đi chợ thì ông mua những cái gì không? Mua cái gì? Mua cái củ khoai gì đấy về trồng, còn ở dưới thì chưa đi làm được. À, mua khoai về trồng à? À. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Vậy bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi giúp ông để chặt vào một cái cây về. À, nhà thì ngày mai là ông sẽ làm là một cái sập cũng như là một cái giường để cho ông lại Mạnh là ngủ ở nhà bé của bác. Đây là ông đi xin đi, có phải đây không ông? Không xa lắm. Xa lắm à? Thường là ở đây thôi. Đây là bán à? Bên kia là mình đi xin đúng không? À, kinh phí của ông thì còn đấy, nhưng mà cái nào mà mình xin được ấy thì là mình xin ông ạ. Còn cái nào mà mình cần phải mua ấy, thì là mình sẽ mua. Nhưng chỗ này chắc là đêm là có cua nhiều lắm đấy ông nhỉ? Không có đá không có à? À. Bây giờ đi đường nào ông? Ôi trên đây cũng có một cái nhà đây ông nhỉ? Đây cô bác, nhà của bà con ở trên vùng cao ấy thì là nằm rải rác ở những cái khe, những cái lưng đồi này. Cây này cây to quá ông nhỉ? Thế đây là cái trúc à? Đấy, đi xa đấy thì Mạnh ấy không có đi được cùng ông ấy nhỉ? Đi thì đi được ấy, nhưng mà một tí nữa ông đã lấy vác cây hay là vác củi về thì lại lại phải một tay lại rất Mạnh nữa. Theo đi đấy không vì nó thế đấy là theo ông đi chủ lưỡi gói kẹo. Con này thì cháu lên là ăn kẹo thôi. Ở cái kia thì có vẻ như có một khe suối cũng rất là lớn nhỉ? Vâng. Một cái chỉ bé. Cái suối như này có cá không? Này thì thác cao lắm, cá không lên được, không có đâu. Không có á? Chứ dưới có. Cái đầu nhỏ như ở đầu ngón tay không? Ừ. Dưới mới có. Tối hôm qua mưa này ông ơi, những cái thằng khô này. Khô này. Đặt ở đây chân này, nó khô. Ai lấy thì lấy. Nhà nó ngay đây. À, trên đây có nhà đúng không? Ừ. Cây cỏ này rất là ngứa đấy ông nhỉ, cỏ đấy. Ừ, cỏ ngứa đấy. Vậy cây gót kia trên, cái lá vàng vàng đây. Mà đi chặt cái kia. Ừ. Kia đấy không? Vâng. Đây bà con thì nhà này của bác đây, nằm rải rác ở dưới những sườn đồi, sườn núi thôi. Ừ. Hầu như là những ngôi nhà này cũng không có đường xe máy để đi vào đâu ấy. Toàn là... Ừ. Xe máy đi bỏ vào tít đường lớn xong rồi mới đi bộ vào, nếu mà nhà nào mua được xe máy. Còn là nhà nào không mua được xe máy thì chỉ có chọn phương án là gọi là toàn đi bằng xe hai cẳng thôi các bác ạ. Chui. Trước có đợt vào cháu xuống nhà ông ấy, đợt thứ hai cháu đi qua đường này không ạ? Vâng. Cháu đi qua đường này đi vòng qua đường. Vòng lắm nhỉ? Đi vòng quá. Đi vòng quá thì lại không đi được. Nhà trên này nó có đi vô đất ở trên, bây giờ nó trùm ruộng xuống dưới, cả cái nhà nó bảo 150 triệu. Đâu không? Đây đi. Nhưng mà... Nó bán đi. Nhưng mà bán nhà ở trên đâu? Nhà này lúc nãy nhìn thấy bên kia. À, bán nhà này á? Mấy cả nhà, cả đất đây hết thì 150 triệu. Bán cả nhà, cả đất dưới đây là 150 triệu. Ừ, từ dưới mương này xuống đến dưới. Ồ, nhưng mà... Đến đây khe lúc nãy mình về đấy. Nhưng mà chỗ này thì là nếu mà mình mua được ấy thì cũng chỉ có gọi là mình làm cái nhà lán để ở thôi. Ừ. Thế là từ cả cỏ nhà kia? Nhà kia từ cái suối lúc nãy về, qua về đấy. Là từ đây là 150 triệu à? Vâng.
Thưa cô bác, chỗ này thì xa quá thì thành ra là không có mua được cô bác ạ. Với lại nếu mà mua thì ở đây thì rất là nhiều các bác ở trên kênh thì cô nói rằng là mua đất thì mua cái số mà ra đường lớn ấy, thành ra là không vào đây để mà mua được. Như sử dụng được 12 bao thóc luôn. 12 bao thóc à? Nhưng mà vừa rồi thì ông có đi hỏi đi ra bên kia hỏi để xem là chỗ nào người ta bán đất đó không ông? Đi hỏi thì gần chợ kia thôi. Gần chợ á? Xa lắm, đắt lắm đấy. Gần chợ kia người ta bảo ông là cần bao nhiêu tiền? Ta bảo 300 triệu đấy. 300 triệu? Một nhà nhà. Một nhà nhà là 300 triệu? Vâng. Có ai mua được đâu. Trên kia thì nó chỉ có thuộc dạng là cái đất mà như kiểu là con đất quan chức hay là nhà nào người ta có điều kiện hơn thôi. Rồi. Là người ta mà làm ở trên đấy là người ta biết làm thôi. Ta biết làm được. Mình chỉ gì? Cái mảnh đất mà 300 triệu ấy, 100 triệu ra thì bây giờ có được kêu gọi cho các bác. Thì, có thể là 300 triệu thì có lực có thể là kêu gọi để mà giúp đỡ ông mua được một cái nền nhà bên kia. Đấy, nhưng mà chỉ mua đất thôi, đó là không có mua được, không có tiền để làm nhà nữa. Và khi mà làm nhà xong ấy, thì hai ông cháu cũng không có, ở kia thì không có gì để mà làm. Còn nếu mà như bây giờ các bác cũng có muốn rằng là mua đất ở gần đường mặt lớn ấy, thì là mở quán tạp hóa cho ông ấy. Nhưng mà mở quán tạp hóa thì bây giờ thì cũng có rất là nhiều nhà người ta cạnh tranh rồi, cho nên là cũng rất là khó. Ông với lại Mạnh thì ông thứ thì ông không biết nhiều, thành ra là cạnh tranh nó rất là khó các bác ạ. Đấy, không phải là chúng mình là chơi bay ông cả. Đấy, những cái sự việc nó như nào chúng mình là diễn ra thì chúng mình nói như thế. Ô, con đây thì đi khó lắm đây. Ông thì bỏ dép đây thôi. Đây là đi nào ông? Đi đâu theo mưa này đi. Đi mưa đi à? Đi khó không? Thế là bây giờ chuẩn lắm. Ừ, tự nhiên đi đường đi, ông thì không dám đi. Bây giờ đi đường nào không? Đường đây. Bây giờ đi đường này lên à? Ở đây có cái thác rất là... Anh em mình bỏ dép ở đây đi nhá. Trên này trơn quá. Vâng. Ông đi trước đi. Ông đi trước cháu đi. Thác này chắc là có con ếch rừng đấy ông nhỉ? Quân điện thật em nhá. Vâng. Em quay phim cẩn thận nhá. Đường này đi khó lắm đấy. Rơi là đi cái xuống hùm ấy à. Sâu lắm. Trượt chân là xuống hùm ấy. Ôi, khe này trơn lắm đấy ông ạ. Những cái tảng đá như này thì đi rất là trơn. Chắc là tận đâu không? Góc này à? Vâng, đấy. Bây giờ chắc là bỏ quân. Quân có cầm được điện thoại không? Không có. Cầm được điện thoại thì để vào túi của anh. Đây, ông để vào đây. Đây, để vào đây. Xong là đi vào để vào trong túi của anh quay phim ấy. Đấy. Ở đây thì có vẻ như là có những cái khe rất là sâu các bác ạ. Chỗ này thì nếu mà tắm suối ở đây cũng được đấy ông nhỉ? Chỗ này ấy. Dưới kia là sâu hơn à? Vâng, thế bây giờ lên đường nào không? Vâng, thế đi đường này không? Đấy, Quân là hôm nay là ra giúp cho hai ông cháu đấy cô bác ạ. Em thì Quân thì cũng rất là nhiệt tình. Khi mà
hỏi cũng mấy hôm nay là cháu được chưa xuống được nhà của em Quân rồi, thì em Quân có điện là hỏi thăm sức khỏe của bác. Thì nói rằng là cháu Lực cũng đang bảo là bây giờ đang chuẩn bị xuống nhà hai ông cháu, thì Quân cũng bảo là Quân muốn đi cùng anh. Khe này sâu không? Khe này bây giờ thì có vẻ như là có thế là vừa ông là xin cây ở tận đây à? Anh Ngô, bà con thì sau khi mà có những trận mưa vào ấy, thì rất là tươi tốt cô bác, tốt cho cái mùa màng của bà con. Răng xem thăm dẹp băm gì á, xem cây nào mà chặt được ấy. Đây. Bên kia lại có một cái ngôi nhà này cô bác này, nằm ở cái sườn đồi đúng không bác nhá. Hầu như là chỗ gần nhà của ông là nhà nào cũng nằm ở dưới sườn đồi cả. Có một cái ngôi, có một cái xe máy đi vào nhỏ nhỏ thôi. Đất sạt xuống á? À, thế là năm ngoái không? Cái cây kia thì thật khó quá nên đi vào chết được trông. À đây có một cây này không? Cái trước mặt của ông này. Ôi đây có những cây gì cũng to phết đấy ông nhỉ, ở đây ơi. Có những cây to quá không nhỉ đây. Ở đây chắc là ít người về chặt cô bác ạ. Đi xin người ta thì người ta cũng cho những cái chỗ mà rất là xa. Và gần nhà quá thì là cũng người ta cũng không có cho cô bác ạ. Đây là tí cắt phải tầm 3 đoạn không ạ? Chắc cái đấy không? Đi tí sao không kéo được không ạ? Chặt cây bên ngoài được không? Cây bên ngoài ấy. Cây bên ngoài thì cong nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái đấy liệu chặt được tận gốc không không? Một đoạn à? Vâng. Vâng. Bây giờ thì chỉ có một con dao, một con dao của bác thì cho ông chặt thì một tí nữa cho lực xé. À, cùng với lại em Quân là theo ông là vác về. Ông bảo đi tầm độ 3 phút thì mới đến được. Cây bên này không được không? Cây bên này này. Cây bên này hình như là còn non nhỉ? Cái cây này còn non quá thì nó cũng có con mọt là rất là nhanh các bác ạ, rất là sớm. Cái đấy được không? Cái đấy phải kéo á? Cái này bây giờ chặt tí nó đổ ra bên này. Ôi nhưng mà tí nó mắc cái cây kia kìa. Nó đang chưa biết là chọn cây nào đâu các bác. Chọn cây nào để cho nó chặt được. Cây này thì là... Cây này cây gì đâu nhỉ? Cây này? Cây này là cây me sao ấy nhỉ? Một cái góc kim. Có những con sâu đi ngụy trang rất là giỏi các bác ạ. Rất là sợ sâu, sâu to to bằng hai con tay này. Sợ. Quân thì có vẻ như là cũng có biết cách là cảm nhận cây nào già, cây nào non đấy nhở. Cây nào già thì có như nào Quân? À nó kêu tiếng nó có vẻ trong hơn đúng không?
chặt thì nó hơi khó một chút của bác ạ. Em Quân thì cũng là một cái hoàn cảnh mà được các bác với lại ông bà trên kênh yêu quý rất là nhiều bác ạ. Ở nhà thì trước khi mà Quân mà đi cùng cháu Lực ấy, cháu Lực cũng đã hỏi Quân rằng là ở nhà thì còn cái công việc gì để mà làm nó không. Thì Quân bảo là cỏ thì em cũng đã lấy để dành rồi. Đấy, các em thì khi mà làm ở công việc ở nhà của bác thì vẫn còn dư ra một chút những khoảng thời gian mà một chút khoảng thời gian để các em ngồi nghỉ ngơi một chút. Đấy, nhưng mà Quân thì cũng không có ngồi nghỉ của bác ạ, là đi cùng cháu Lực luôn. Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ rất là mong sẽ được những cái sự yêu quý của các bác giúp đỡ tới hoàn cảnh của em Quân cũng như là hoàn cảnh của ông để có một cái ngôi nhà mà che nắng che mưa, ngôi nhà mà khi mà gió mưa gió báo lớn thì không có sợ rằng là ảnh hưởng tới những cái giấc ngủ hay là ảnh hưởng tới những cái cuộc sống của những hoàn cảnh đó. Được không Quân, cẩn thận nhá. Ôi, từ từ phải chọn. Kéo bên kia à? Đúng rồi, Quân thả ra bên kia, kéo bên kia em ạ. Không nhá, thật là xuống chân nhá. Thấy cây này về thì đủ chưa ông? Vừa rồi ông xin người ta là một cây là hai cây. Cho hai cây ba cây, cho hai cây ba cây à? Ôi, cẩn thận em nhá. Đau không? Tí nữa thì bị kẹp vào đây rồi. Nào, hai bão. Nào ông ơi, nhấc lên. Ôi. Từ từ cho bên này không? Bên này. Nào, hai ba. Từ ơi, nhấc lùi lại tí. Nhấc lùi lại. Ôi. Từ tí hỏng không người ta ấy. Bây giờ thì nhấc phát, nhấc cho cao lên đâu nhá. Con sắp xuống được rồi. Chuyện hối nào nha. Kéo một tí nữa. Thôi. Ông kéo một tí ông ơi. Kéo một tí nữa, phải xuống nữa. Từ nhau nha. Cháu à. Không cầm được thì kéo. Ôi. Đấy còn thưa các bác, ở đây thì những cái cây ngô nó bị đổ ấy thì là không phải là cháu Lực với lại ông làm đâu các bác nhá, là gió từ hôm qua là nó làm đổ rồi. Giao ở tận đâu? Cháu đi ra giao cho. Cây này cũng rất là to đấy ông nhỉ?
Vậy những cái cành cây ngô là nó bị đổ sắn đấy ông nhá, chứ không phải là vừa rồi kéo đổ đâu nhá. Không thì người ta không thích ấy. Thế là phải dặn với lại người ta đấy. Đến đây ông nhờ. Được ông nha. Đây. Cho ông chặt đi. Đo không? Đo thì bây giờ từ từ ông ạ. Kéo đến. Nhấc nhấc ra đây đã, xong đo. Tôi quên ở bên này nhá, thì anh ở bên kia nhấc ra. Nào. Nhấc trôi tít tận. Được chưa? Đi đi đi, Quân, đi đi. Đi nào. Từ từ thả xuống đây. Ông ơi, tí đấy trôi hẳn đi xuống dưới xong à, chặt ông ạ. Không mà chặt đây tí nó khó lắm. Thật nha Quân ơi. Chỗ nào ra chứ? Thả xuống cái thác đá kia đúng không? Có cái thầm mộc ấy. Vâng. Cái chấm chuông cái này. Vâng. Vươn một tí để cho nó trôi nhanh được các bác ạ. Lâu ta. Hả? Tí hai người nhấc đi. Tí nào mệt thì lại thay. Tí xem nào chặt thôi. Cái này già lắm rồi ông à? Chắc là phải được tầm lâu năm rồi đấy. Cứ nó đỏ đỏ ấy. Nhấc lên ông nhá. Đây. Đây thì từ ông. Vậy bây giờ nhấc đi nhá.
đi đi, từ từ đi. Thả xuống đây để trôi, Quân ơi. Thả xuống đây, tao đây. Thả xuống đây, trôi xuống. Từ đâu à? Từ từ ạ. Chỗ này là còn phải lẹ đi cẩn thận đấy. Chỗ này là có rất là nhiều những cái cây gai này. Bây giờ cho nó trôi đi, xuống chỗ nào không? Ông ơi, cho nó trôi bên này không đi, đi không được à? Ê, kéo, kéo lên không? Kéo đi thôi. Được chưa? Đến rồi đúng không? Đây điện thoại, bây giờ đi đường kia được không? Lấy dép thôi. Nhìn kia lấy dép à? Đi được không ông đường này? Ui, ông điện thật nha ông ơi. Hết trời. Ôi. Đây thì còn có vẻ như có những cái cây gai rất là nhiều đấy. Đi cẩn thận em nhé. Chỗ dế nó không cho đâu nhở. Toàn à. Ông bảo chụp khó nó không tốt. Dãy cây thì vừa rồi thả xuống đây rồi các bác ạ. Bây giờ thì nghỉ ngơi đâu ạ. Nơi này thì có vẻ như là có cái là khe suối cũng rất là đẹp của bác này. Này mà vào đây mà khe suối này không biết có sạch không không? Khe suối này. À, có vẻ như là dưới này cũng đến mùa nào cắt nhiều ấy. Có cắt rất là nhiều các bác ạ. Đây là toàn cắt à không? Cái này toàn là cắt gọi là cắt xay được đúng không? Thấy là bà con là cũng ra đây gom cắt này cô bác ơi, để mà đi à. Vâng. Vậy ngồi nghỉ đâu ạ? Ngồi trên tảng đá đi. Nghỉ là rất là mát. Trên này là trên này là vào dưới cánh rừng to lắm ấy ông nhỉ? Uống nước đi, uống chưa đi. Trên này một thác cao à? Trên này thì chắc là có nhiều tổ ong mượt lắm đấy ông nhỉ? Ui đây này, bị à? Bị cái gì cắt rồi? Ông có bao giờ là lên trên rừng này lấy tổ ong không? Không lấy được à?
Hàng đá rất là lâu lắm rồi nhỉ. Ông nước này, uống nước không? Ông trước đi. Ông trước đi. Cho ông trước ấy. Ông người lớn tuổi cho ông trước. Bị cắt ra một phát vào tay này. Hãy đi lấy một cành, đi xin một cái cây thôi các bác, mà xin những cây ở gần như này các bác này, gần những cây dế này thì là người ta là không có cho rồi, cho toàn là những cái cây mà rất là cao thôi. Nhà ông thì có rừng nhiều không? Có, rừng hẹp thôi. Rừng hẹp thôi nhưng mà có những cái cây to này không? Không có đấy. Nếu mà có thì mình cũng phải đi xin rồi nhỉ? Hãy hôm nay thì có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Một tí nữa thì lại cùng ông là lấy cái cây này để mà đi về nhà nữa. Bây giờ thì một cái chặng đường cũng khá là xa. Vừa rồi cháu Lực cũng ghi hình một thời gian cũng khá là dài rồi. Hôm nay thì nếu mà không có Quân mà đi cùng ấy thì là hai ông cháu chắc là phải là thêm thời gian nữa thì mới lấy được cây mà xuống đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chúc Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không? Nếu xin chào các chị các bác. Ông bảo là tôi xin chào tạm biệt tất cả các ông các bác. Tạm biệt. Xin chào tạm biệt.